các chép boy, chép girl và crush của bạn biết thao túng tâm lý ra ấy, thì ở đây mình còn có Ari cũng sở hữu sức mạnh tương tự. Con hồ ly chín đuôi này sinh ra với kết nối ma thuật cõi linh giới, có khả năng thao túng cảm xúc của con mồi và hấp thụ tinh hoa từ chúng. Đấy là lý do vì sao mà đứng trước nó thì kẻ đi không thể kháng cự được đấy. Cũng giống như là khi bạn đi crush thao túng thôi, tán không được mà bỏ cũng không xong, đau khổ đến chết. Xin chào các bạn đến series chơi cờ với nắng. Vừa rồi thì các bạn đã nghe sức mạnh của Ari rồi đúng không? Nhưng mà chăm nghe thì không bằng một thấy. Các bạn hãy xem hết video này để thấy được sức mạnh của con hồ ly chín đuôi. Mệnh giá năm vàng đắt đỏ khi mà nó lên 3 sao thì nó sẽ dọn bàn cờ nhanh như thế nào, đã mắt như thế nào nhá. Ở cái meta mà người người nhà nhà đều muốn lên 9 thì mình cũng không kém miếng được. Chọn ngay huyền thoại son để bằng bạn bằng bè và khe nứt bất ổn là vùng đất được chọn cho game đấu này. Khởi đầu bình yên như mọi lần thôi, một trang bị bất ổn từ khe nứt, một găng, một gậy, một váy và những con tướng có liên quan đến nhau được mình bắt về để đép. Lõi vàng chưa được chọn đầu tiên, trước khi lấy lõi của son thì mình roll hai lõi còn lại trước. Nhưng mà kìa, tứ hiệu hiệu triệu nhân, bài mình còn đang có hai tứ hiệu triệu nhân nữa thì dại gì mà không lấy. Galio ngay lập tức xuất hiện để cho đủ 4 hiệu triệu nhân, khẳng định sự lựa chọn của mình là đúng. Sonaka sẽ là con tướng cầm đồ để carry down vào thời điểm hiện tại. Bước chân đầu tiên đã thấy dễ dàng rồi. Nhà này eco trắng chỉ để một con Poppy trên sàn nên là mình mới thua cũng không được. 2.2 cũng chưa có gì khó khăn cả khi mà mình gặp một nhà gần như là no dam. Dù có tướng 2 sao vì Sonaka búp máu cho Galio quá là ổn áp. Mà cái 2 thì khỏi phải nói rồi, nó quá ngon ở thời điểm đầu như thế này, lại còn cầm thông đạo nữa thì... Maokai ngon nhưng mà nó vẫn phải nhường chỗ cho cả số 2. Để mình lên 5 kẹp Surima thôi. Tất tay rồi thì phải xếp bài cẩn thận để có đánh Witchick. Ông này hai quân sư mà còn rắn cầm đồ Asia thì chắc là không ai biết là ông ấy định chơi gì đâu đúng không? Round này mình thắng ở lợi thế level 5 để còn form bài ok hơn hẳn mà. Gậy 3 tiền ngon thế này mà mọi người lại nhường cho kẻ ra sau lao mình à? Dễ thích à? Số phải thắng rồi các bạn ơi. 2.5 gặp ông này kinh phết, nhiều tướng 2 sao. Nhưng mà thế nào mà cái đồ bất ổn của khen nhất lại là kiếm súng. Thành ra mình lại phải cháy. Galio lên 2 luôn cho mình bớt run nhưng mà không có lời nguyền nào ở đây cả. Gặp ngay một nhà đang nuôi khủng long trước khi đập đá nên là mình vẫn giữ được cái chuỗi này dễ dàng. 19 tiền thì hơi lẻ lẻ nhưng mà mình cũng cần Cassiopeia 2 nên là mình quyết định giữ nó lại chứ không bán đi. Những lời lẽ đê tiện gì cũng nói ra được sao? Đồ ở bãi đá cho mình một váy, một giáp và một cái máy nhân bản nhỏ. Cá sấu thì có luôn cái thú tượng, còn Cass thì lên 2 ngay sau đấy. Thế thì dùng luôn cái máy nhân bản cho Soraka để thừa thắng xông lên. 3.1 gặp cái nhảy đang hyperon nên là mình búng cái là chết. Tiếp tục là lõi vàng, mình đang cần một cái lõi đột biến để đánh Witchick nên là chọn luôn kim long lấp lánh. Hy vọng là ra quyền trượng giả kim cho Soraka để có thêm đam với cả hack thêm tiền. Nhưng mà không có quyền trượng nào ở đây cả. Dù Raven thì không phù hợp, đầu tư kiên định thì mình chưa cần vì giờ mà lấy đi khác gì chấp đồ đâu. Vậy thì giáp đại hãn để thêm tanh ngay lập tức đi. Nhiều tiền áp 6 luôn cho thêm đấu sĩ vào để raid tông cảng châu hơn. Kêu giáp vàng trông lấp lánh đấy nhưng mà level 5 thì kêu chưa mọc cánh được. Mình có chiến thắng thứ 7 và 40 tiền mỹ mãn. Khi những kẻ mạnh gặp nhau để xem ai mới là người được cháy tiếp. Nhìn cái đội hình như này thì các bạn đoán xem là ai thắng. Công nhận là nhà bạn rất trâu nhưng mà sau mình lửa vẫn cháy tiếp ở tên của mình thôi. Đi chợ phải kiếm cái đồ gì lắp được luôn nên là mình lấy cái gậy về để lắp mũ cho Soraka. Ngọn lửa vẫn cháy tiếp ở 3.5 vì mình gặp cái nhà 6 hư không. Chia đam cho cả Rek'Sai với cả Kai'Sa mà lại còn toán 1 sao. Và lửa tắt ở 3.6. Một đội hình gần full 2 sao, con Z còn cầm 3 đầu đẹp. Nhìn lại team mình thì cũng không biết cả giảm hồi máu. Z tiêu diệt Ray Tông sau đấy thì nhận đa vào luồn ra sau móc vào carry của mình. Galio bất lực rơi hai vào từ giáp đại hãn rồi nằm xuống. Cay không, 2.0 mất chuỗi chiếc quái và 3.0 lại không thoát được cái lời nguyền này. Các bạn đừng chủ quan như mình nhé. Lên 7 luôn là ra sói và mình có một váy để lắp vuốt rồng cho cá sấu. Thêm một gậy và một cung nữa. Tối ưu cuồng đao cho Soraka. Đồ này khá là đẹp để đánh hiệu triệu nhân nhưng mà vì có video hiệu triệu nhân rồi nên là mình quyết định lên 9 đánh 5 tiền xem là có đột phá gì không hay là lại ăn cái còng. Thay phòng bố đấu sĩ cho cả 4 con cùng châu thay vì là 3 Surima. Úi giời, nhìn quả beo vét chất chơi này thì mình đã sẵn sàng để thua rồi. Thế là bằng một cách thần kiều đấy thì mình lại thắng. Thảo ma chưa? Lõi cuối cùng là lõi kim cương, vương miện hấp hóa tất nhiên là không rồi vì bài mình chưa ở form. Đây sẽ là cái con đường nhanh nhất để tới top 8 mất. Vé trúng thưởng cũng rất là ngon nếu mà mình lên được 9. Nhưng mà giờ lên vào 8 mà chưa lên được nên là mình quyết định lấy bài học đắt giá để lên 8 ngay lập tức và có thêm tiền để lên 9 nữa. Thay Galio bằng Sen up 8 và cho lại 3 Surima vào. Tiền thừa thì mình cũng up lên được 32 trên 84 kinh nghiệm. Round này mình gặp nhà chơi Asia có lõi con đồ rất là đẹp, chỉ chưa có Asia thôi. Chắc là định lên 80 roll. Bài cái này mà chờ lên 8 thì cứ ăn đấm như sàn mất. Các bạn mà chơi Asia nếu thấp máu thì nhớ roll 7 nhá, chứ đừng lên 8. Hết cả tiền hết cả máu mà roll ra có khi cũng không bắt được. Và tất nhiên là Aksan cầm đồ 1 sao với cả Cass 1 sao thì không đủ đam rồi. Mình thắng một cái thắng nguyên sàn. Gặp lại kêu 3 sao, giờ thì ông ấy đã có nhiều đồ nhiều tướng hơn. Nhưng mà sao cứ là lạ nhỉ.
người ta lại kêu thì muốn lên 9. Ông này đi chọn giao kèo hỏa ngục để nhận 85 tiền ở 7 xong rồi không lên được cấp nữa. Ôi trời ơi. Đúng là người thành công thì luôn có lối đi ngoằn ngoèo lắt léo mà người bình thường không thể hiểu được. Ơ kìa, sao mày đã lên 9 rồi? À, hóa ra là ông ấy lấy hẳn 3 lõi kinh nghiệm từ Son. Chị ơi, mình thua. Nhịp đấm ăn xôi thua tiếp một nhà Asia 2 đã đủ form, thua nguyên sàn luôn. Nhưng mà 51 máu đi vẫn nhiều, sợ gì. Đúng. Rau quái cho mình thêm một ít đồ tanh với cả một ít đồ đam. Mình roll mạnh ở 5.1 và bắt được gần như là tất cả các con tướng 5 tiền. Chỉ là con nào cũng 1 sao, không có con nào lên 2 cả. Đang giai đoạn thay máu đội hình chưa hoàn chỉnh nên là mình ăn đấm tiếp vì gặp nhà kêu 3 sao. Rai lên 2 đầu tiên, trận này là Rai nóc sớt vừa có đam vừa có hack đồ. Nên là mình ưu tiên lấy cuồng đao cho nó thay vì là cho Belvet vẫn còn 1 sao. Tí nữa nhìn Rai hack đồ là các bạn ngây ngay. 5.2 gặp một nhà cũng Exodia nhưng mà toàn 1 sao giống mình. Trộm vía là chiến thắng xít sao cứ từng thua. 13 kiếm rách nát thì sai tự ra con thứ 3. Còn 8 đầu roll tên cái nữa thì lại ra Ari. Cái này mà lại không bảo cho đỏ nữa thì thôi. Mãi cười ngoắc cả mồm quên mất là bỏ thêm hiệu triệu nhân để kích mức 4 hiệu triệu nhân cho Ari còn được ra skill sớm. Gặp lại kêu 3 level 7 nhưng mà tầm này mình vẫn thiếu đam. Belvet thì chưa lên 2, cả tanh cũng thế nên là mình thua thôi. Được chọn đồ đầu tiên là mình bắt ngay con Sen cầm vô cực để về cho lên 2 sớm với cả có thêm đồ cho Belvet. Nhưng mà Sen chưa kịp lên 2, Belvet đã xuất hiện và mình đi lại còn giống túi. Rồi thì hy sinh đời Sen để củng cố Belvet. Các bạn sẽ thấy sự hy sinh của Sen xứng đáng như thế nào. Belvet 2 đấm nhà Asia này gần như là nguyên sàn. Chưa cần tới đam của Ari khi mà cái con hồ ly 9 đuôi này còn chưa kịp tung skill lần thứ 3. Kassate lên 2 và hai con Ari nữa xuất hiện trong cửa hàng. Cũng hơi phân vân vì mình cho nó rất là nhiều đồ mà nãy giờ nó vẫn chưa thể hiện được gì nhiều. Nhưng mà công hiến quá hay thôi, khóa lại cho nó thêm một cơ hội. Trước khi gặp dòng ngàn tuổi thì Z đầu tẩy này phải gặp mình đã. Mình xếp Ari ngược chiều đi, Z và Kassate thì đứng đây sẵn chờ rồi. Belvet nổ liên tục như chim võ kiếm vào đầu Kata. Sau đấy thì đến Seth và những cái con tướng còn lại. Z gần như là chỉ là đánh với Kassate thôi. Bị câu giờ quá lâu đến khi chỉ còn lại một mình không ai hỗ trợ thì phải nhận cái thất bại trước khi đánh rồng. Rồng ngàn tuổi cho mình một cái crit phép và mình dành nó cho Rai rồi roll tiếp. Ari thứ 7 đã có sự trả thù ngọt ngào với cái nhà kêu 3 level 7. Bài mình đủ form rồi, Ari có 4 hiệu triệu nhân để tung trưởng. Belvet thì không cần phải nói, kết liễu và câu kéo quá tuyệt vời. Mình tặng ông này cái tích 4. Sắp hết game rồi còn 3 nhà, một nhà Z và cả một nhà Exodia giống mình. Rồi những cái nữa thì mình có luôn Ari thứ 8. Tranh thủ mấy cái nhà kia không để ý, mình bán nhanh các tướng trong sân để tìm Ari cuối cùng. Bán luôn cả Senna, cả Kassate luôn. Vừa roll vừa bán vừa khấn thì Ari thứ 9 đây rồi, quá công hiến. Ari được dọn sàn cái nhà Exodia này đầu tiên. Nó lên đủ skill rồi và tung một trưởng, cái là không thấy bóng ra có tướng nào nhà kia nữa. Nhưng mà không vì thế mà mình chủ quan được. Cái nhà nãy cũng bởi Senna với 8 A chốc rồi. Thứ đáng sợ hơn một con 5 tiền 3 sao chính là hai con 5 tiền 3 sao. Thế là mình phải lên để bắt tướng hộ ông này. Lại được kia cả cái ông Z kia nữa. Thấy mình lên Ari 3 cái lâu bị bán cả chốc đi để ủng hộ ông này đấm mình. Nhưng mà kinh tế lại không cho phép mình cả đâu người lên Senna. Chưa dừng lại ở đấy thì ông ấy còn liên hoàn roll để lên 3 cái con A chốc nữa. Round này mình gặp bóng nhà Z nên là chiến thắng khá là dễ dàng. Nhưng mà nhìn kìa, ông kia không lắp đồ cho Senna 3 sao nên là thua nhà Z. Nghe nó có ảo không? Chắc là ông ấy phải tức điên lên mất. Sai lầm. Và thế là cuộc đối đầu giữa hai vị tướng 5 tiền 3 sao đã không diễn ra. Mình ngồi rung đùi lấy kết top 1 như cách game chọn mình là người chiến thắng thôi. Mời các bạn thưởng thức lại sức mạnh của hồ ly 9 đuôi rất vàng. À, các bạn đã xem là nếu Ari 3 gặp Senna 3 thì ai sẽ là người chiến thắng? Comment ở phía dưới nhé. Chưa giờ thì hết video rồi, cảm ơn các bạn đã xem và chúc các bạn leo rank không cay cú.